Hello chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Oan Phải. Thì bây giờ mấy anh em mình đã thực hiện theo yêu cầu của các bạn rất là nhiều rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của mấy em, đó chính là dẫn mấy em đi chơi một trò chơi nhé các bạn. Cực kỳ vui, phải nói là cũng vừa đặt ra cho các em thử thách và cũng vừa cho các em trải nghiệm lần đầu chơi trò chơi này nha các bạn. Chơi trò chơi gì mà anh dẫn em tới cái nhà gì mà cao dưới anh Phú? Đừng nói với em chơi nhảy dù nha. Bậy không mà, tự nhiên vô đây nhảy dù chứ em ơi. Mày không có biết gì hết trơn á. Nè anh em nhìn kìa, anh kia người ta có đặt mấy viên tròn tròn kìa, thấy không? Đúng rồi. Chắc chắn là anh Phú dẫn lên sân thượng bắn bi chứ không đâu có đó. Ừ, đúng rồi, mày nghe nè. Lên mấy viên đó nó tròn nó giống bi thiệt, nhưng mà ai rảnh đâu lên tới trên nhà mấy cái nhà tòa nhà cao tầng này mà cho bánh bi. Chứ không phải anh Phú. Trời ơi, mày tào lao quá à. Ở đó mấy cái lỗ kìa, có mấy viên bi nữa anh Phú chứ. Trên mấy bên bi thấy mấy lỗ đúng không? Đúng rồi. Ai mà chơi bên ai mà chơi bắn bi vô lỗ mới đúng. Tại sao ạ? Thì ở trên viên bi có mấy cái lỗ đó anh Phú, anh chơi bắn bi vô lỗ phải không? Chớp chớp. Đọc cái chữ đi, ở dưới ở mấy cái trên bên bi có mấy cái lỗ nó có chữ gì? Đọc đi. Cái này là bốc xin mà nó ghi thành là mua bốc linh nè anh Phú. Bốc linh gì đâu đây? Đó anh thấy không nè, ô đợi đúp điêu là y là nà gờ nè, là bóc xin đó, tả nó chài thì là bóc xin, bóc xin đấy anh Phú, mà nó ghi là bóc lin đấy anh Phú. Ý là sai tính tả hả? Nó ghi sai tính tả anh Phú. Trời ơi, người ta là bô linh mà mấy bố này đọc là bóc xin gì đi, bố bóc bóc gì cái kiểu vậy. Ủa trời, biết trò bô linh không? Biết mà đúng không? Nghe rồi đúng không? Nhưng mà chơi chơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ dẫn mấy em đi chơi trò bowling nha các bạn. Ngay bây giờ, không để các bạn chờ lâu nữa. Đi rồi. Let's go. Đi vô chơi rồi biết nha các bạn. Tao. Biết đây là gì không? Kia. Xin kìa. Đây. Bowling. Rồi, mời các tuyển thủ của chúng ta vào vị trí. Luật chơi của chúng ta như sau, mỗi người có, nghe cho rõ nè, mỗi người có 20 trái nha. Thấy chưa nhà, bình thường coi trong TV đó, coi trên hình ảnh thấy rồi đúng không? Này trải nghiệm thực tế. Thấy cái đó rồi chứ gì? Mấy trái bowling của mình đó ha. Mỗi người có 20 trái. Ai kết thúc 20 trái bowling của mình, điểm cao nhất sẽ lấy về giải thưởng cho mình trị giá là 5 triệu. Vừa được chơi mà vừa có giải thưởng nữa. 5 triệu nha. Không có giải 2, giải 3 gì hết trơn á. Rồi bây giờ bắt đầu mang giày vô đi. Rồi vô chuyển thôi. Ở đây đã có tên sẵn rồi nha các bạn. Được đầu tiên là Ngân nha. Còn bên này người đầu tiên là Hoài nha các bạn. Mấy đứa nghe lại một lần nữa nè. Chúng ta có tổng cộng là 20 lượt ném. Tổng số điểm của 20 lượt ném, ai ném được nhiều nhất, điểm số cao nhất sẽ nhận về cho mình giải thưởng trị giá 5 triệu nha các bạn. Nhớ chưa? Rồi, theo thứ tư, ai có tên trên bảng đầu tiên thì người đó lên đầu tiên. Mời hai người đầu tiên đó chính là Hòa và Ngân bước lên. Rồi sao, hai đứa biết ném không? Trời ơi, dễ quá anh Phú. Cầm là dục à, cần chi ném anh Phú. Cầm là quăng thôi đúng không? Đúng rồi. Chơi đi, đúng rồi. Chơi làm được không em? Cũng chưa biết nữa anh Phú, thử đi mới biết. Vô. Hơi nặng nha. Gì? Vậy á? Tay của này bé này sao nó không chọt vô mấy cái lỗ đi được ta? Vậy phải không? Không biết muốn làm sao làm, muốn quăng sao quăng rồi, quăng thôi quăng trước. Vô. Nặng quá rồi Ngân. Đi thương nổ luôn nè. Rồi, quăng quăng trước đi. Rồi, cú ném đầu tiên của Hòa Thương, bắt đầu. Đầu nút bắt chân. Rồi, bắt chân đi. Rồi, bắt chân bay sẽ đưa lên trái banh luôn nha Cưng. Ném ra lùng vậy trời. Đổi không đây? Đổi không? Đâu rồi, điểm số đầu tiên đâu rồi? 7 điểm đầu tiên rồi nha các bạn. Tiếp tục em. Cứ ném nha. Vô. Mày ném lên thôi. Ném thì ném thôi chứ ném sao em? Bước. Nhưng cái nắm lại sao em ném? Thì em nắm nó vô tới chậm được không? Hết đi. Hãy vô. Đúng rồi. Hết lông vô. Hết lông. Bắn đi. Đúng rồi. Đổi đi đây. Rồi, chết quá rồi. Không được điểm nào. Tiếp theo. Ủa mình ném cái mới là mình ném cái cái mới chờ tiếp em. Cái mới á, đổi vậy đổi sao. Cứ tiếp tục ném tiếp. Đây là cú ném thứ hai của Hòa Thượng nha các bạn.
Chật lắm rồi. Tiếp tục em. Cánh ngay vô. Ngay luôn. Sao mà nó nhiều dữ vậy? Một điểm đầu tiên dành cho ngân của chúng ta. Về vị trí em. Người tiếp theo lên. Quả thương hai trái ném đầu tiên thì lấy được về cho mình 7 điểm thôi nha các bạn. Rồi, ghẻ ném đầu tiên nè. Nặng nhiên luôn. Rồi, người tiếp theo là ghẻ nè. Đúng không? Bắt đầu. Vô nhanh luôn. Vô. Quá được cấp rồi. Quá được cấp rồi. Rồi, tới nhà. Tú ném này chỉ ăn chọn 10 điểm thôi. Làm 10 điểm cho mọi người nể cưng cái này. Đúng rồi, bắt đà đúng không? Ừ. Vô. Vô. Chọn 10 điểm coi. Wow, 10 điểm. Tú ném xuống đây. Quá đỉnh. Sao không chọc tay vô mấy cái lỗ kìa? Khỏi luôn luôn. Chơi luôn hả? Thôi. Xích vô, xích vô. Ơi. Một giây. Rồi về chỗ em. Hai điểm. Lượt đầu tiên dành cho tài kẻ. Vô. Vô em. Nhãn áo ở lượt ném cuối cùng của vòng đầu tiên. Đổi công đây. Trúng. Trúng rồi. Về chỗ. Đây là vòng đầu tiên, trái ném đầu tiên của đẳng cấp. Vô. Gì nè? Khoan khoan, ném đâu luôn. Để đâu rồi? Cái này đâu rồi? Để đây đây. À, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Vô. Ghê. Được luôn hả? Rồi, chúc mừng luôn. Không có điểm nào cơ mà. Sao Nguyên, em có tự tin ở trái ném đầu tiên, ở vòng đầu tiên hay không? Đương nhiên là không rồi. Đẳng cấp là miết trái đầu tiên rồi đó, tới lượt em, vô. Ủa mình chơi sao anh muốn? Thì cứ ném vô thôi, thấy người ta chơi nãy giờ không chơi hay. Ném sao cũng được đúng không? Đúng rồi, cứ ném sao đừng trúng đầu được rồi. Trời, wow, wow. Dễ hả? Dễ hả? 8 điểm rồi, 8 điểm. Quá đỉnh. Hơn cả đẳng cấp nữa. Tiếp em. Rồi em. Đẳng cấp còn trái cuối cùng nè, của vòng đầu tiên nè. Vô. Vô. Bắt nào, đúng rồi. Đúng rồi, em ra đúng rồi. Hết rồi. Vâng. Anh em tối. Trái đầu tiên miết nhưng mà trái thứ hai rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ chúc mừng em. Giờ tới Ngân. Alo, sorry Nguyên. Còn hai trái đem em đánh sao mà nó văng trái này qua trái kia luôn, nó hay nè. Ủa sao vậy à? Vô. Vô. Chưa quá rồi. Ở vòng đầu tiên đẳng cấp của chúng ta được 10 điểm nha các bạn. Ít ở đây là 10 đó. Vâng. Cái gì vậy? Cái gì vậy anh? Thôi. Nhiêu điểm đây? Ghê, yeah. Một cú ném đầu tiên 7 điểm, tiếp tục em. Cú ném tiếp theo. Úp. Cái gì vậy? Tại sao không ném nặng mà ném qua hãng em, sao thấy được đâu mà ném. Quá vui. Mít luôn rồi các bạn, như vậy là cú ném của Thành Lắc chỉ mang về cho Thành Lắc 7 điểm. Không sao, không sao, không sao. 7 điểm đầu tiên của Thành Lắc. Rồi, người tiếp theo. Mời hai người tiếp theo lên. Cứ làm gì đây? Hả? Cứ làm gì đây? Người ta ném mà, anh làm gì vậy? Cũng là nghĩ sao lăn vô đó được rồi anh Phúc. À, chơi luôn, quất. Quất đỉnh. Rồi. Đúng. 3 điểm. Về vị trí em. Ở vòng thứ 2 hòa được chúng ta mang về cho mình 3 điểm. Chỉ còn 1 trái à? Nguyên chỉ còn 1 trái cuối thôi.
Liêu Minh có kết thúc được cái trận cuối này không? Chúng ta cùng chờ xem. Được không? Chớp quá rồi em ơi. Chính niệm là cao rồi. Được rồi, được rồi. Đúng rồi, chính niệm cao rồi. Giờ tới lượt thầy kẻ. Chơi đi, máy đi, các kiểu nào đều. Bảy màu sắc khi thị bowling, các kiểu luôn. Ê, chết ai trời. Wow. 2, 3, 4 trái. 4 trái luôn. Tiếp tục, trái thứ 2 của vòng 2. Úp. Trái 2 là cái chắc luôn. Ừ. Quá hay rồi, chơi quốc nè em ơi. Xuống lại rồi, về vị trí em. Tập kẹ của chúng ta thêm được 4 điểm nữa nha các bạn. Quá mạnh. Vâng. 8 điểm. 9 điểm. 8 rồi 9. Còn 2 trái em. Nó chồng lên nhau, tiếp trái nữa. Phải hy vọng 2 trái 2 điểm nữa nè. Ừ, quốc 10 điểm cái cây. Lấy về cho mình 5 triệu đi. Vô. Dạ dương chứ. Đúng rồi đó. Nữa. Từ từ đừng có dèo quá em. Không được rồi. Chơi quên rồi. Về vị trí. Sao vậy là được rồi. Nhãn áo của chúng ta thêm được 8 điểm nữa nha các bạn. Hai cái máy chấm điểm trên này nó bị lỗi đây nha các bạn. Buộc mình phải chấm bằng tay để cho chính xác. Rồi. Tiếp tục em. Rồi em được rồi. Vô. Chém bông linh nó chơi á, nhìn thấy tội quá anh, tại nó ốm yếu á. Ừ, tụi bay cứ khinh địch đi, sẽ hửi địch thôi. Thôi tao nè. Bóng đêm chai, tóc hay mái, mang đôi Gucci. Anh em miền Tây chơi tới cái biểu mấy kiểu mà ăn thua chi. Sao mấy em cười nó đi. Rồi, cười đi. Quá. Mày mít rồi nhá ơi, không có được cái nào đâu, đừng thể hiện. Chú Kim, để tôi. Cuộc đời mà đâu ai biết được tương lai đâu. Hai trái này nè. Hả chú em, anh mới 10 điểm đấy. Hả? Gãy nó đi. Gãy lên. Thay em đi. Rồi. Nguyên ơi, Nguyên bốn nhậu không có điểm nào rồi đó. Cố lên. Cố lên Nguyên ơi. Ok ok, vòng này tôi sẽ lấy 0 điểm cho bà coi. Hãy
ghi 11 điểm cho mấy em coi nè. Có 10 trái mà là 11 điểm. Điểm đi, tụi bay không biết gì đâu. Tao đẩy cái banh từ len này mà qua len kia được nè. Đâu phải coi chơi ơi. Thì 11 điểm nè, có 1 điểm. Ngân ơi, bà đang đứng thứ ba đó, cố lên, gán giật điểm mấy ông kia đây, cố lên. Thôi mơ đi, nghĩ sao qua mấy anh tôi được. Anh em, tôi đang đứng top đó nha anh em. Đấm bóp cho tôi đi, tí tôi chia tiền cho. Xuyên cho bộ ném thuộc nha. Xuyên cho bộ ném thuộc cho em cái nha. Khỏi đi em. Lộn rồi đó mấy bạn, top 1 là bên này nè. Mấy em qua đây đóng bóp đi. Đúng rồi, một xíu anh chia cho đứa 100 rồi đi kiếm gì ăn. Thôi 100 không đủ anh ơi. Không đủ hả? Đúng rồi. Nghỉ luôn đi mày, ra đi. Ôi. 200 nè, qua đây. À, được. Đúng giá hả? 300. Vậy thì số điểm của các tuyển thủ như sau nhé bạn. Bây giờ chúng ta cùng tổng kết. Thật kẻ đang dẫn đầu với tỷ số là 70 điểm. Người tiếp theo đó chính là Hòa Thượng 65, Ngân 61, Nhã 54, Đặng 52, Nguyên 43 và Thành là 39. Bây giờ liệu ở vòng cuối cùng này ai sẽ là người giành thêm điểm và giành chiến thắng chung cuộc? Bước lên, mời tất cả bước lên đây. Mời người cao điểm nhất, đó chính là Thật kẻ. Thôi bây giờ cho người thấp nhất lên thảy đi, Thành Lát đâu? Rồi Thành Lát, cố lên em. Cố lên Lát ơi. Cố lên Thành. 20 điểm nữa thì Thành Lát của chúng ta cũng có 59 điểm thôi. Nhưng mà không sao, chơi hết mình. Chơi hết mình. Quốc. Chơi cái bàn kinh gì đâu. Vô. Cố lên Thành ơi, Thành. Hay. Hay quá. 7 điểm nha các bạn. Tiếp theo, trái nữa. Này khả năng giành về giải nhất cho mình rất là cao nha các bạn. Nếu đẳng cấp của chúng ta thêm 10 điểm nữa, đồng nghĩa với việc mình không vượt qua được Thật kẻ. Vòng thứ 10 dành cho đẳng cấp. Thấy em. Thực chất là đẳng cấp thêm 10 điểm nữa cũng chỉ 62 điểm, mình thua xa Thật kẻ nha các bạn. Thật kẻ vòng thứ 9 rồi mà đã 70 điểm rồi. Nhưng mà thôi chơi vui mà, cho đẳng cấp đẩy luôn. Điểm nữa. Đẳng cấp được 60 điểm nha các bạn. Nhà mới năm 4 rồi, vô em. Vô nè. Nè.
ghê gớm. Nhưng mà có 6 điểm thôi. Trái nữa em. Cái đầu đó là lụt. Im. Em trái thôi. Im. Em trái nữa lụt. Mấy trái này nhẹ quá không rồi. Mấy cái trái phải nặng chịch. À lộn 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 lộn. Thái nó mới đá. Vô 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 vô. Xé. Vô lên. Vô lên. Vô lên. Vô lên. Vô lên. Mạnh lên. Gọi lông gồm với tao chứ mạnh. Vô. Đây. Rồi. Bây giờ mới là giây phút gây cấn này các bạn. Tập kệ của chúng ta đang dẫn đầu 70. Nhưng wow, bàn lên của chúng ta chỉ cần mà thảy vô 10 điểm nữa thì đã vượt qua số điểm thật kệ. Nếu thật kệ không ghi được điểm nào ở vòng này nhé các bạn. Mà nếu thật kệ ráng cố gắng lấy được 2 điểm 3 điểm gì cũng thắng thôi. Cố gắng như vậy. Ok. Nhưng mà Ngân cố gắng lấy 10 điểm nha em. Ok đúng không? 10 điểm đó là 71, có thể bằng khả năng vượt thật kệ đó. Vô. Nè. Vô lên nào. Ok đây. Trái năng chịu luôn đúng không? Trái năng mới dễ vô. Ừ, năng mới dễ vô. Có lên, có lên. Rồi, xong luôn. 0 điểm. Thôi, dạ, dạ, dạ. Thôi, được rồi. Cái gì? Từ đông nó ngã là sao ta? Có tính đâu. À, đâu có tính. Khi nào mà bắn chứ có tính. Cái đó là nó đông quá, nó ngã mà. Ờ, nó ngã mà. Mà bây giờ cưng 4 điểm, cưng cũng được có 65 điểm mà. Thật kệ đang 70 kìa. Thấy không? Cho luôn 4 điểm luôn nè, 65 điểm nè. Rồi, tất qua thương. Từ từ. Và bây giờ là phần gây cấn nha các bạn. Chỉ còn thật kệ và qua thương. Nếu thật kệ và qua thương, ai sẽ là người giành chiến thắng trong cuộc đây? Chúng ta cùng chờ xem. Qua chỉ cần 10 điểm nữa thôi sẽ là vượt qua thật kệ ha. Còn thật kệ ghi thêm 6 điểm nữa thôi là cưng thắng chắc chắn. Được không? Hiểu chưa? Vô qua. Vô. Cậu vũ vô qua nào. Vô. 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 Rồi. Ô là. Ô là. Ô là. Trái này em, cơ hội cuối cùng. Ông rồi. Cơ hội cuối cùng của em. Không sao, không sao, không sao, cố lên, cố lên. Trái đầu tiên miss rồi nha các bạn. Rồi giờ sao kìa? Em còn ném on không? Cưng bây giờ cưng không ném, cưng cũng thắng nữa. Nhưng mà thôi ném luôn cho mọi người biết số điểm chung cuộc của cưng nè. Vô. Bây giờ thật kẻ có ghi điểm hay không? Thật kẻ cũng thắng nữa các bạn. Nhưng mà để xem coi thật kẻ ghi được tổng số điểm mình bao nhiêu nha. Vô. Vô. Có lẽ. Có lẽ. Có lẽ. Bao nhiêu? Trái nữa, còn trái nữa. Lực chơi cuối nè. Điểm dành cho thật kệ nha các bạn. Và người chiến thắng chung cuộc ngày hôm nay đó chính là thật kệ. Xin chúc mừng. Sao nãy giờ chứ đã chưa? Đã. Vui không? Vui. Lần đầu tiên chơi trò này phải nói cực kỳ vui luôn nha các bạn. Và bây giờ là phần quan trọng của trò chơi ngày hôm nay đó chính là phần trao giải dành cho người thắng cuộc 5 triệu của em. Ơi, hãy cho ý kiến về và cảm nhận về cái trò chơi ngày hôm nay nè. Em. Sao? Chơi cái đó đã lắm Phú. Trời em tống một lần rồi đúng không? Ừ. Hồi chơi lại nó vẫn cuốn anh Phú ơi. Muốn chơi nữa đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà thôi để lần sau đi em. Có thằng ghẻ nè. Sao không dù gì? Em muốn cho ý kiến. Nói. Hồi nãy em tức lắm anh Phú. Sao em? Em tống 4 lần liên tục. Toàn hụt không à. Bây giờ ước gì được chơi lại thêm lần nữa. Bữa sau chơi ha. Mọi người sẽ có cơ hội chơi một lần. Nhưng mà sẽ có lần thứ hai. Tại lần đầu cưng không biết thế chứ. Đúng là ngoan ra là Ngân hả? Quên, lộn quên. Ngân chứ. Ngân cơ hội thắng luôn đó. Mà không biết lấy, không em biết cũng chết thời cơ. Em cũng tức lắm chứ. Tới khúc cuối cùng chuẩn bị có điểm rồi. Tự nhiên cái nó trượt, nó tiêu. Em có ý kiến hạnh phúc. Ý kiến gì cơ? Em thấy là trò này, thấy cái banh nó sao sao á. Làm như là mé nó có 500 gì đó. Em tống sao cũng thích lại chỗ mé hết trơn á. Trời ơi trời. Người ta có hai cái rạnh hai bên. Anh canh rạnh anh thấy không à. Ở giữa cứ đẩy ở giữa là banh tự động nó chạy nó đá. Chúng trái này nó sẽ đá rớt trái kia. Cơ hội tới tổng cộng là 20 lần thảy lần. Cuối cùng điểm số rất là thấp nha các bạn. Ráng cố gắng về luyện tập đi. Okay. Về nặng mấy cục đất á. Kiếm mấy cái cây hay cái lon á thảy. Cứ mà thảy đổ cái đó rồi vô trong này chơi là bao độ luôn nha các bạn. Còn bây giờ thì mấy anh em mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.
đừng quên để làm like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông ủng hộ mấy em mình nha. Đồng thời đừng quên share phải qua kim cương mày đi file nước quân giá rẻ tính chất lượng nha các bạn. Quay cái gì nữa không cao nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bye.